Chào anh chị em bà con thân yêu nha. Tâm lại vừa có con xe mới về, rất là hot. Tại ô tô Duy Tâm là con Hyundai Accent bản đặc biệt 2021 màu trắng Camay anh chị. Xe này mới lắm, thật sự rất là mới luôn. Odo chạy có 19.000 mấy trăm cây thôi anh chị, 19.000 mấy trăm cây mới tin, một chủ mua mới từ đầu. Bản đặc biệt thì nó có cửa nóc, có mâm 16 inch, có 5 túi khí an toàn, có máy lạnh auto đó, có đèn quanh cua theo góc lái. Mình quanh cua là cái đèn nó liếc theo góc lái anh chị, sướng lắm. Nói về cái xe hàng thì cái mức độ mà option đồ chơi thông minh của nó là tuyệt đỉnh anh chị nha. Xe thì rất là mới luôn, 5 vỏ theo xe và bánh dự phòng chưa hề chạm đất. Nước sơn rin còn trên 95%, không một điểm trừ, không một lỗi nhỏ. Và còn rất là mới, anh chị coi từng cái chi tiết xe nè. Con heo nè, cái này thì bên Tâm mới mua luôn, chưa rửa luôn mà nó mới quá. Tâm quay cho anh chị coi luôn. Heo nó còn 7 màu nè, chiếu chiếu luôn. Tâm bán là 448 triệu anh chị nha. Tầng thứ 16 2021. Còn mới cứng luôn anh chị. Cái vỏ nó còn sâu lút chỉ ở bên trong nè. Mười mấy ngàn cây nó phải như vậy anh chị nha. Còn mười mấy ngàn cây mà cái vỏ nó mòn lẳng thì không phải đâu. Xe này Tâm bao cho anh chị là ở đô chuẩn, km keo chỉ, rồi máy móc khung gầm động cơ hộp số là bao rin bao chuẩn hết cho anh chị nha. Và giá bên Tâm để cho anh chị với cái mức giá là 448 triệu anh chị. 448 triệu bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho anh chị về đăng ký đăng kiểm ha. Đăng kiểm mới tới tháng 6 2026. Nếu mua xe này về thì anh chị đợi tới tháng 6 2026 mới đi đăng kiểm lại. Còn vỏ thì bốn cái vỏ còn mới. Nội thất thì được trang bị là một cái camera hành trình, màn hình cam dê theo xe, dán phim cách nhiệt, ghế da theo xe. Chất xe rất là mới luôn. Thường thì anh chị sẽ nghĩ ngay tới vấn đề là xe 72 liệu có đẹp hay không. Xe này rất đẹp anh chị. Nó ở thành phố nên cái chất xe của nó không có dính bụi mà không có dính đất đỏ luôn. Heo đĩa nó còn mới tinh 7 màu, vỏ lớp dày cui, chất xe rất là đẹp, thậm chí bánh chưa mở nữa mà. Mười mấy ngàn cây anh chị. Và bên Tâm để cho anh chị với mức giá là 448 ha. Mẫu mới thì mặt ca lăng mạ chrome và có nút đời nổ từ xa, có hai remote thông minh còn đủ, 5 túi khí an toàn, trần nỉ nguyên rin và có cửa sổ trời. Anh chị nhìn thấy không? Rất là phê, rất là áp phê, rất là đã luôn á. Đó, có cửa sổ trời, có giếng trời, có ru control này, có cân bằng điện tử, cần số nè anh chị coi nè, máy lạnh auto, năm túi khí, ghế da còn đẹp dữ lắm anh chị. Ốc tán nè, hồi nó đẹp, nó mới, nó chuẩn. Xe này mà anh chị chê nữa Tâm không biết làm sao, bởi vì Tâm lựa tới cỡ này là hết cỡ rồi. 2021 mà chạy có 19-20 ngàn thì anh chị biết rồi đó, quá mới. Phải chọn lựa đầu vào rất là kỹ mới mua được sản phẩm cỡ này đó anh chị, chứ không phải ra cái là có xe để mua đâu. Có thể là một ngày ta mua không được chiếc nào, nhưng mà có thể ngày mua 7-8 chiếc, 10 chiếc. Ngày hôm qua với ngày hôm kia mua hơn 10 chiếc anh chị. Hai ngày ta mua hơn 10 chiếc, sáng nay lính cũng đang đi mua 2 chiếc nữa. Đó, cứ lên mà xe ít cây số là đi coi liền, nhiều cây số là không đi. Bên Tâm mua là đặc biệt là mua xe ít cây số anh chị nha. Nói chung khoảng 100 ngàn đổ lại thôi, vài chục ngàn thôi, nó mới còn tốt, nó mới còn sướng, nhìn nó mới phê được. Còn mà đi nhiều quá nhìn nó hết phê rồi anh chị ơi. Còn nói về chất lượng xe thì thôi miễn bàn. Cái xe này anh chị nhìn cái ghế tài nè, anh chị nhìn ghế tài nè. Thì nói chung là không cần phải mô tả và giải thích nhiều. Tâm bán bao đô vậy cho dễ anh chị nha. Bao đô chuẩn, chết test lịch sử thì thoải mái. Đèn sau là full led. Còn phần cốp sau nè, rộng rãi thoải mái, có cái bọc qua lăng. Còn riêng cái bánh dự phòng thì chưa hề hạ xuống, còn mới nguyên. Gầm thì 7 màu, nó còn mới quá nên Tâm khỏi xì ba luôn, khỏi dọn dẹp gì luôn. Đó, đăng bán luôn anh chị. Mới tin mà có gì đâu mà phải làm. Xe mới tin nè, chuẩn căng đét luôn. Vỏ theo xe nè, gầm nè,
xe đẹp ưng ý, được 9 điểm anh chị nhé. Xe này trên 8 điểm rưỡi đến 9 điểm, sơn rin nó còn trên 90%, không một lỗi nhỏ, rất là mới, mọi ngóc ngách, mọi khía cạnh là tuyệt vời. Có cái camera hành trình nè, có màn hình Việt Map nè, có cam ve nè. Anh chị nhìn con ốc ghế mà nó còn mới gì luôn nè. Rồi nhìn cái da ghế bên phụ nè. Thấy không? Nhìn sát vô nè. Đó, da ghế bên phụ nè. Này nhìn nè. Nó đẹp dữ lắm. Nó đẹp dữ lắm anh chị. Nó bảy màu luôn. Nó xuất sắc luôn. Không có chơi được nha anh chị nha. Không có chơi được. Tâm chưa thấy chỗ nào để chơi hết. Và anh chị thấy không, bên Tâm á, tả xe á, là chỉ cần cọc 5 triệu 10 triệu Tâm đưa xe xuống tới nhà, mà chưa bao giờ bị một chiếc xe nào quay đầu hết anh chị. Chưa bao giờ mà khách rồi nói ông tả xe bậy quá, rồi nó sai sót nhiều quá tôi không nhận xe. Trường hợp đó Tâm chưa gặp luôn á. Bán đi những cái tỉnh miền Bắc á, ở ngoài đó người ta rất là khắt khe về vấn đề chất lượng, cũng như là những cái cam kết, cũng như là cái thương hiệu của một cái công ty, một cái đơn vị. Nên á, Tâm kỹ về vấn đề chọn lọc đầu vào và đầu ra, là Tâm làm video này rất là cẩn thận và kỹ lưỡng, và quay chi tiết bằng điện thoại thường, không có dùng app gì hết đó. Nó như vậy nè, thì anh chị ra sao mà anh chị chơi được. Nó sẽ đẹp hơn nếu như bên ngoài, hình ảnh bên ngoài nó sẽ đẹp hơn ở trong video, trong điện thoại, bởi vì không có dùng app mà xài sử dụng điện thoại iPhone 12 để quay thôi, bình thường rất là đơn giản, không có sử dụng máy móc gì hết á, và không có chỉnh sửa gì luôn. Pha đèn mặt ca lăng nè còn mới lắm anh chị. Xe này Tâm bảo đảm với anh chị là còn đánh giá là phải được trên 8 điểm rưỡi đến 9 điểm. Mình tả một cách cho nó khiêm tốn nha. Ô đô chuẩn nó là lăn bánh chạy tới chạy lui, ve tới ve lui, nó khoảng gần 20.000, 19.000 mấy trăm cây. Còn nếu mà nói riêng cái máy này thì anh chị không có chơi được luôn. Cái máy nó trắng bóc, không có chơi được cái máy này anh chị ơi. Máy trắng bóc, trắng tinh nè. Có cục ABS nè, chân phuộc nè, đang làm video nói chuyện với Nhẫn giùm đi nha. Mới lắm anh chị, rất là mới luôn. Cửa cốp cabo là chưa mở anh chị nha, keo chỉ riêng hết. Xe đẹp lắm. Xe này anh chị qua anh chị mua liền. Nó mới như xe Bình Dương anh chị. Nó mới như xe ở Bình Dương vậy đó. Chứ nó không phải mà anh chị suy nghĩ là nó ở ngoài đó là nó bị nước muối, nước mặn gì không nè. Anh chị nhìn nè, cái vị trí thấp nhất luôn. Nước nhiễu đó là nước của máy lạnh đó. Đó, nó đẹp gì nè. Đẹp lắm. Nói chung xe này Tâm đánh giá 8 điểm rưỡi 9 điểm là hợp lý nha. Anh chị đến xem là anh chị sẽ hài lòng với cái cách nhìn nhận của Tâm, và anh chị sẽ vừa ý luôn. Bởi vì sản phẩm này bây giờ nó không còn hàng nữa, nó ra mẫu mới rồi người ta chê. Nó có người thích, có người chê, nhưng mà mẫu này là rất là ăn khách. Mẫu này thời điểm đó là bán lúc nào cũng đứng danh số thứ nhất, thứ nhì không. Còn bây giờ thì không biết nha. Bây giờ bán cũng đắt lắm, nhưng mà có một số người lại không hài lòng với cái sản phẩm mới. Bởi vì cái mẫu nó cúp cúp sao đó. Còn mẫu này nó đẹp anh chị, nó hài hòa, nó cân đối. Và chất lượng xe này thì Tâm bảo đảm anh chị sẽ nhất trí và hài lòng. Rồi anh chị đến xem đi, chắc chắn là anh chị sẽ mua được á. Và tất cả những sản phẩm bên Tâm thì đều có cam kết bằng văn bản hết. Khi mà anh chị mua xe thì Tâm sẽ làm hợp đồng rút hồ sơ và cam kết văn bản cho anh chị luôn nha. Đó, anh chị thấy hợp lý, nhất trí thì ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh chị luôn luôn đồng hành, tin tưởng, yêu thương, chia sẻ cũng như là đóng góp và đã xem kênh ô tô Duy Tâm trong thời gian vừa qua ha. Đây là con xe tốt, anh chị yên tâm nha, đến xem là mua, bảo đảm nếu như anh chị có đi tìm xe mua thì đây là một cái sản phẩm xứng đáng để cho anh chị mình về sử dụng gia đình ha. Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị nha.